Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón trùm tai xinh xắn như thế này ha. Mẫu này thì mình cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Thì đây là họa tiết trên thân nón nè. Đối với mẫu này nếu các bạn không thích cái họa tiết mặt ngoài thì mình cũng có thể sử dụng họa tiết mặt trái để làm mặt phải cũng được ha. Mình sử dụng len hai mươi 125g và kim 4.0mm để móc. Đầu kim sẽ có độ dày to gấp đôi so với sợi len, giúp cho cái phần nón của mình nó sẽ được mềm mại và co giãn hơn ha. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn cần xác định cho mình số đo vòng đầu của size các bạn cần móc là bao nhiêu, sau đó mình sẽ móc cái xích đầu tiên này sao cho nó rộng hơn cái số đo vòng đầu đó, tầm khoảng 1 cho đến 2 cm. Thì số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả ha, các bạn có thể nhắc vào phần mô tả sau đó làm theo size cho phù hợp Tùy vào tay thở móc lỏng hay trực Sử dụng chất len và kim khác nhau cho nên số xích này nó có thể khác nhau ha Các bạn có thể sắp xếp cho mình cái số xích này làm sao cho nó là số lẻ nha Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 85 mũi móc xích Lưu ý cho mình khi các bạn móc cái mũi xích này các bạn nhớ kéo cho cái mũi xích nó rộng ra một tí Để khi mà mình móc cái phần này nó không có bị khít với lại cái phần đầu ha đây khi kéo lên thì mình sẽ kéo cái sợi len qua chân móc nè Sau đó các bạn sẽ kéo cho mình cái đường móc nó rộng ra một tí Sau đó cứ kéo len qua chân móc ha Kéo rộng ra một tí Sau khi móc lên tổng cộng là 85 mũi móc xích Ta nối hai đầu lại thì mình sẽ có được một cái độ rộng Rộng hơn so với vòng đầu khoảng tầm 1 cho đến 2 cm nha. Thì khi đã có được kích thước này rồi các bạn sẽ sử dụng cho mình cái mặt phải của hàng móc xích này nè Mặt phải là nó sẽ có những cái chữ V xếp chồng lên nhau nè Các bạn sẽ cho cái mặt phải này theo một chiều ha Mình sẽ đẩy về cái chân móc xích đầu tiên Sau đó quay cái móc xích này lại và mình sẽ đâm kim vào chân móc xích đầu tiên đó một mũi dời Để mình nối lại cái đoạn xích này Móc lên hai mũi móc xích Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng cho cái phần đầu rồi nè thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân ha Đối với phần thân thì ở đây mình có 85 mũi móc xích 85 mũi móc này các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là một mũi kép đơn ha Mình sẽ có tổng cộng là 85 mũi kép đơn vào 85 chân Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc cái vòng đầu này ha Móc vào đó mũi kép đơn nè Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến những cái chân móc cuối cùng thì có cái sợi len thừa các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc luôn nha. Ta sẽ có được cái hàng đầu tiên như thế này. Thì kết thúc cái hàng đầu tiên đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đây là mũi kép đơn đầu tiên thì chân móc của nó là chân nằm trên đầu ha. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Hoàn tất được cái hàng đầu tiên rồi tiếp tục đến hàng móc thứ hai mình sẽ tạo họa tiết. Thì ở chân móc đầu tiên nè, đây là chân móc đầu tiên thì thay vì móc bình thường là mình móc vào chân móc lúc này các bạn không móc vào chân móc mà mình sẽ móc vào thân chân móc ha móc vào thân chân móc mình sẽ đưa vào cái kẻ ở phía sau nè hai mũi móc xích mà mình gây nên với lại cái mũi kép đơn ở đây nó sẽ có cái kẻ chính giữa mình đâm kim từ trên xuống dưới vào kẻ đó luôn kim lên cái kẻ thứ hai tức là mình sẽ đẩy cái thân của mũi kép đơn đầu tiên đó lên trên kim sau đó móc vào ra một mũi kép đơn nó nằm ở trên kim rồi nè ta sẽ được một mũi ngoặt ha mũi ngoặt ngoài nè được một mũi vào cái thân rồi thì chân kế bên mình sẽ móc vào chân móc như bình thường. Xen kẽ sẽ là một mũi ngoặt ha. Thì mũi ngoặt thay vì móc vào chân móc các bạn sẽ đưa cái thân chân móc của cái mũi đó lên trên kim. Đây. Luồn xuống phía dưới nè. Đưa kim lên phía trên, đẩy cái thân chân móc đó lên kim, móc vào đây mũi kép đơn, ta sẽ được một mũi ngoặt ngoài. Các bạn làm xen kẽ cho mình cho đến hết ha. Chân kế bên sẽ là một mũi kép đơn vào chân móc, thì chân kế tiếp xen kẽ sẽ là mũi ngoặt vào thân chân móc tiếp tục là mũi kép đơn vào chân móc sau đó là mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc tương tự cho đến hết hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì ban đầu cái xích đầu tiên mình có nói nó là số lẻ ha cho nên cái mũi cuối cùng của mình nó sẽ kết thúc là mũi ngoặt luôn với hai cái mũi xích này nó sẽ tạo một cái khoảng cách nè móc vào chân của mũi đầu tiên một mũi giờ sau đó móc lên hai mũi móc xích đây như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ hai tạo cái hàng họa tiết này rồi hàng móc kế tiếp các bạn cũng làm xen kẽ cho mình nhưng mà thay vì ở phía dưới này mình móc mũi ngoặt thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân của mũi ngoặt một mũi kép đơn sau đó cái chân móc kế tiếp là chân của mũi kép đơn móc vào chân móc thì mình sẽ móc một mũi ngoặt vào cái thân đó tức mình sẽ móc ngược lại ha chân của mũi ngoặt thì móc mũi kép đơn nè cao chân móc còn cái mũi kế tiếp thì mình móc mũi ngoặt vào thân chân móc ha móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được tầm khoảng 2 phần 3 so với chiều cao của toàn bộ phần thân nón thì chiều cao của phần thân nón mình có để ở dưới phần mô tả rồi ha các bạn sẽ xác định chiều cao sau đó mình sẽ móc các cái hàng móc kế tiếp cho phù hợp với chiều cao là được mình cứ móc ngược lại ha chân của mũi ngoặt thì mình móc mũi kép đơn vào chân móc còn cái chân kế tiếp là cái chân của mũi kép đơn móc vào chân móc thì mình sẽ móc vào cái thân đó một mũi ngoặt sau khi đã hoàn tất cho mình được tầm khoảng 2 phần ba so với chiều cao của toàn bộ phần thân nón rồi thì mình sẽ có được một cái họa tiết trên thân nón như thế này những bạn nào mà không thích họa tiết mặt phải thì mình cũng có thể sử dụng mặt trái để làm họa tiết cho thân nón cũng được ha Bây giờ mình sẽ tiến hành giả mũi để mình bo tạo cái phần đỉnh cho nón của mình nè Đếm cho mình cái số mũi móc mà mình có được ở hàng cuối cùng là bao nhiêu Thì cái số mũi này nó sẽ tương đương với cái số xích đầu tiên mà mình gây nên ha Mình lấy cái số mũi này chia cho 12 Được bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ lấy cho mình cái số nguyên ha Còn cái số lẻ ở phía sau mình không cần phải tính đến Ví dụ như ở đây của mình 85 mũi Mà chia cho 12 mình được 7 phẩy Thì mình sẽ lấy cái số nguyên là 7 ha sau đó các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình nè Tất cả các cái sai các bạn đều chia cho mình với 12 ha Thì mình đã có được cái số nguyên 7 mũi mà mình chia được rồi Các bạn sẽ móc xen kẽ tiếp tục cho mình Chân của mũi kép đơn thì móc mũi ngoặt Còn chân của mũi ngoặt thì móc mũi kép đơn ha Thì mình sẽ có cụm đầu tiên với 7 cái đường móc như thế này Thì trong 7 đường móc này các bạn sẽ móc cho mình như sau ha Móc cho mình 5 chân liên tiếp thì mình sẽ móc tương tự giống như cái họa tiết bên dưới nè. Mũi thứ nhất nè. Tiếp tục mũi thứ hai. Vào chân móc. Mũi thứ ba vào thân chân móc. Mũi thứ tư vào chân móc. Mũi thứ năm vào thân chân móc. Sau khi đã có cho mình được 5 mũi rồi, chân kế tiếp là chân thứ sáu và chân thứ bảy. Thì chân thứ sáu mình móc trước và chân thứ bảy mình móc sau nè. Thì các bạn sẽ chụm lại cho mình hai chân móc này thành một mũi ha. Thì cách chụm nè, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc của cái mũi ngoặt là cái chân thứ sáu á. Chân thứ sáu là chân số chẵn nè. Thì các bạn cứ như bình thường ha, đâm kim cho mình vào chân móc. Do cái mũi phía dưới là mũi ngoặt nên mình sẽ móc vào chân móc. Đâm kim vào chân móc sau đó kéo lên trên kim được ba đường kéo lên qua hai đường trên kim giữ nguyên vị trí này lấy len và các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân thứ bảy chân thứ bảy thì mình sẽ làm mũi ngoặt ha kéo len và kéo qua hai đường trên kim sau đó kéo lên qua hết ba đường trên kim như vậy là hai cái mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên nè ta sẽ có được một cụm móc như thế này các bạn tiếp tục móc cho mình tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối vòng tức là một cụm của mình sẽ có 7 chân móc thì bảy cái chân móc này năm chân đầu tiên mình móc bình thường ha tiếp tục là mũi ngoặt nè mũi kép đơn vào chân móc của mũi ngoặt mũi thứ tư nè và mũi thứ năm sau khi có cho mình được năm mũi rồi mũi thứ sáu và mũi thứ bảy sẽ chụm mũi ha thì lúc này nó ngược lại với lại cái mũi đầu tiên á mình sẽ móc mũi ngoặt trước vào cái thân của mũi kép đơn nè kéo len sau đó kéo qua hai đường chân thứ bảy thì mình móc vào chân móc vì nó là mũi mặt phía dưới ha kéo qua hai đường sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim ta sẽ được cụm thứ hai làm tương tự cho mình cho đến hết ha cụm thứ ba nè cũng là ở bảy chân chân đầu tiên tiếp tục chân thứ hai chân thứ ba thứ tư thứ năm sau đó chân thứ sáu và chân thứ bảy chụm lại thành một mũi thì lúc này là mình sẽ có cái thân của mũi kép mũi mặt trước ha thì mình sẽ móc vào chân móc đó sau đó tiếp tục là cái thân của mũi kép thì mình sẽ móc mũi mặt ta sẽ có được cụm móc tiếp theo ha làm tương tự đến hết cụm thứ 12 nè thì mình cũng có cái mũi chậm cuối cùng sau khi móc gần đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm móc như thế này giảm đi được cho mình 12 mũi ha tức là mình sẽ có 12 cái mũi mà có cái mũi chậm lúc này còn lại cái số mũi móc cuối cùng thì tùy thuộc vào cái xích đầu tiên các bạn móc mà cái số mũi này nó có thể khác nhau tùy vào size ha Cụm của mình là 7 mũi cho nên cái số mũi dư nó sẽ tầm khoảng 1 cho đến 6 mũi ha. Thì các bạn cứ móc bình thường cho mình những cái mũi móc cuối cùng này, mình sẽ không cần phải quan tâm đến cái mũi giảm ở đây nữa mà các bạn cứ móc bình thường cho mình cho đến hết hàng là được. Sau đó kết thúc đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đầu tiên. Đây là mũi đầu tiên ha, móc vào một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Lúc này cái phần thân của nó nó đã có cái độ hơi giảm lại rồi nè Nó có cái độ bo lại trên đỉnh rồi Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi nữa Các hàng móc giảm mũi kế tiếp thì dựa vào hàng bên dưới của mình nè Hàng bên dưới của mình có cái cụm là 5 mũi mỗi chân Sau đó là một mũi chậm Thì bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi mỗi chân nè Ở đây mình có 5 mũi thì bây giờ giảm đi còn 4 mũi ha Và cái số mũi đó các bạn cũng móc cho mình tương tự xen kẽ nè Chân của mũi ngoặt thì mình móc vào cái chân móc mũi kép đơn còn cái chân của mũi kép đơn móc vào chân móc thì mình sẽ móc mũi ngoặt vào thân chân móc. Ta có mũi thứ hai nè. Tiếp tục mũi thứ ba. Và mũi thứ tư. Được 4 mũi rồi, giảm đi một mũi so với hàng bên dưới rồi thì mình sẽ móc một mũi chậm ha. Mũi chậm lúc này của mình nó sẽ là ở cái thân của mũi ngoặt phía dưới và cái mũi chậm của cái hàng phía dưới. Thì cái thân của mũi ngoặt các bạn cứ móc cho mình bình thường, đâm kim vào chân móc sau đó đến cái mũi chậm kế bên thì mình sẽ dựa vào cái mũi đầu tiên của cụm kế bên của cái cụm thứ hai á. Thì cái mũi đầu tiên của cụm kế bên của mình là cái mũi kép đơn móc vào chân móc. Thì mình móc mũi mặt ở đó thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình trái ngược lại với cái chân của cái mũi đầu tiên đó. Tức là mình cũng móc vào chân móc của cái cụm này luôn. Móc vào chân móc của cái mũi giảm phía dưới luôn. Lấy len nè, đâm kim vào chân móc. Kéo lên Sau đó kéo qua hai đường trên kim. Và kéo qua hết ba đường trên kim thì ở đây mình sẽ có hai cái mũi móc đâm kim vào chân móc nè kế tiếp cái chân đầu tiên của cái cụm thứ hai của mình á mình móc mũi ngoặt nè đấy thì mình cũng có cái cụm 4 mũi mỗi chân ha sau đó là một mũi chậm thì cái chân đầu tiên nè của cái cụm thứ hai của mình là mũi ngoặt nè khi mình móc tiếp tục cái cụm thứ hai thì nó sẽ xen kẽ với cụm thứ nhất ha Lúc này khi được 4 mũi rồi thì tiếp tục móc cho mình một mũi chậm. Thì mũi chậm lúc này của mình nè. Cái mũi thứ năm á là mũi kép đơn thì mình sẽ móc mũi ngoặt vào thân kép đơn đó. Sau đó ở phía sau của cái cụm mà mình đang móc ở đây nè. Chân móc của cụm tiếp theo, chân móc đầu tiên của cụm tiếp theo là cái chân móc của mũi ngoặt thì mình móc vào chân móc thì lúc này ở phía sau này các bạn cũng móc cho mình mũi ngoặt vào cái mũi chậm ở hàng phía dưới ha. Mình sẽ đẩy hai cái thân đó lên kim luôn sau đó kéo len qua hai đường đó và kéo len qua hai đường trên kim sau đó kéo qua hết ba đường trên kim thì ở đây mình sẽ có hai cái mũi ngoặt ngoặt liên tiếp vào hai cái thân chân móc ha các bạn cứ móc tiếp cho mình cái cụm như thế này cho các chân còn lại cho đến cuối ha bốn chân đầu tiên thì móc bình thường nè móc mũi ngoặt nè tiếp tục kép đơn vào chân móc mũi ngoặt vào thân chân móc khi được 4 mũi rồi, cái cụm kế tiếp của mình cũng giảm mũi nè. Thì mình sẽ dựa vào cái mũi thứ năm này, đâm kim vào chân móc thì mũi thứ sáu cũng đâm kim vào chân móc. Vì ở phía trước nó là cái mũi mình móc bủa mặt ha, cho nên phía sau mình sẽ móc vào chân móc nè. Đây, ta được cái cụm tiếp theo ha. Sau đó kế tiếp móc thêm cụm thứ tư nè. Mũi thứ hai nè. Mũi thứ ba nè. Mũi thứ tư nè sau đó sẽ là một mũi chậm thì mũi chậm ha lúc này cái mũi thứ năm của mình nó là mũi ngoặt thì cái mũi thứ sáu mình cũng mũi ngoặt luôn mũi ngoặt vào cái mũi mà mình chậm ở hàng phía dưới nè đẩy hai cái thân đó lên kim luôn nè móc vào đây kéo len qua hai đường sau đó kéo qua hết ba đường trên kim và các bạn sẽ làm tương tự cho đến hết hàng cụm cuối cùng của mình nè cái chân này là mũi ngoặt nè thì tiếp tục ngoặt vào hai cái mũi chậm về phía dưới kéo qua ba đường khi kết thúc cái hàng móc này nè thì mình cũng có tổng cộng là 12 cụm như thế này giảm đi được 12 mũi còn lại cái số mũi móc cuối cùng thì cái số mũi nó nó cũng bằng cái số mũi mà mình dư ở cái hàng phía dưới ha ở đây của mình dư một mũi nên các bạn cứ móc bình thường cho mình mũi mặt thì mình sẽ móc vào chân móc một mũi kép đơn nè sau đó kết thúc vòng. kết thúc cái hàng móc giảm mũi thứ hai thì phần đỉnh nón của mình nó sẽ có cái độ giảm nhiều hơn ha mình sẽ giảm tiếp tục thêm nhiều hàng móc như vậy nữa các hàng móc kế tiếp thì các bạn cũng giảm cho mình cái số mũi mà mình móc đầu tiên của mũi cụm á ở đây của mình bốn mũi nè thì bây giờ mình sẽ giảm còn ba mũi sau đó hàng kế tiếp sẽ giảm còn hai mũi và kế tiếp là giảm còn một mũi ha thì các bạn cứ móc cho mình hàng này là ba mũi nè mũi thứ hai mũi thứ ba được ba mũi rồi thì tiếp tục sẽ là một mũi chậm chân thì lúc này mũi chậm của mình nó sẽ là cái thân của mũi ngoặt và một mũi chậm ở đây thì các bạn cứ móc cho mình cái thân của mũi ngoặt thì mình móc mũi kép đơn sau đó đến bên này nè Bên này thì dựa cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm kế bên Thì chân móc đầu tiên của cụm kế bên của mình là mũi ngoặt Cho nên các bạn sẽ móc cho mình ở đây là mũi ngoặt Kéo qua ba đường Đây, mình có được cụm như thế này ha ba mũi mỗi chân sau đó là một mũi chậm thì kế tiếp là chân đầu tiên của cái cụm thứ hai sẽ là cái mũi ngoặt thì mình sẽ móc mũi kép đơn thì nó cũng xen kẽ được với cái phần mà mình chụm bên kia rồi ha mình sẽ móc 3 mũi khi đã được 3 mũi rồi tiếp tục sẽ móc cho mình một mũi chụm thì mũi chụm kế tiếp nè các bạn cũng làm tương tự cái chân của mũi kép đơn thì mình sẽ móc vào thân đó một mũi ngoặt sau đó chân đầu tiên của cụm tiếp theo nó là cái mũi kép đơn móc vào chân móc nên lúc này các bạn sẽ móc vào chân móc kéo qua ba đường đã có được cụm thứ hai ha mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến hết nè cụm của mình các bạn cứ móc cho mình bình thường 3 mũi sau đó là một mũi chậm ở hàng phía dưới là 5 mũi ha tiếp tục là 4 mũi và 3 mũi thì các bạn cứ giảm cho mình tương tự như vậy xen kẽ sẽ là hai mũi chậm ha và các bạn cứ dựa cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm tiếp theo á để mình móc cái mũi chậm cho phù hợp móc tương tự cho mình cho đến cuối sau đó thêm nhiều hàng móc giảm mũi nữa và các hàng móc giảm mũi kế tiếp các bạn sẽ giảm cho mình cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 12 mũi giảm liên tiếp. Sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi thì còn lại hàng cuối cùng của mình là 12 mũi giảm và cái số mũi dư còn lại ở cái hàng móc nè. Để ý ở cái hàng mà mình giảm liên tục ở đây nè, mình sẽ có hai cái chân mình chụm lại móc vào chân móc, sau đó tiếp tục là hai cái chân chụm lại móc vào cái thân là mũi ngoặt nè, tiếp tục sẽ là móc vào chân móc. Sau đó là một mũi ngoặt từ đây mình sẽ móc thêm một hàng móc chụm mũi nữa cái số mũi dư này ha các bạn cứ móc cho mình cho đến đây nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ giảm thêm một hàng nữa cho cái phần thân nón của mình cái đỉnh nón của mình nó có cái độ nhọn lên một tí ha các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của cái mũi chụm mà mình móc vào chân móc nè thì lúc này mình sẽ móc mũi ngoặt vào hai cái thân đó ha kéo lên kéo qua hai đường thôi giữ nguyên vị trí này và tiếp tục lấy len cái mũi chậm kế tiếp là cái mũi chậm mà mình móc mũi ngoặt nè thì bây giờ mình sẽ móc vào chân móc sau đó kéo qua hết ba đường trên kim ta được mũi chậm ha làm tương tự cho mình nè cái mũi chậm kế tiếp là mũi chậm móc vào chân móc thì mình sẽ móc vào cái thân của mũi chậm đó kế tiếp sẽ là cái mũi chậm móc vào cái thân chân móc thì mình sẽ móc vào chân móc sau đó kéo qua ba đường các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình cho đến hết vòng ha mình sẽ có được mũi chậm thứ ba nè mũi chậm kế tiếp ha ngoặt nè sau đó là vào chân móc ta có mũi chậm thứ tư tiếp tục mũi chậm thứ năm mũi ngoặt nè sau đó móc vào chân móc mũi chậm thứ sáu ngoặt nè sau đó là chân móc đến cái số mũi móc cuối cùng á cái số mũi móc cuối cùng thì lúc này các bạn còn bao nhiêu mũi thì mình cứ chậm hai chân liên tiếp thành một mũi cách chậm tương tự giống như là cái phần thân dưới ha mình cứ dựa vào cái cách xen kẽ của họa tiết là được lúc này của mình còn một mũi thôi thì các bạn cứ móc cho mình bình thường mình là mũi kép móc vào chân móc thì bây giờ mình sẽ móc mũi ngoặt ha những bạn nào mà dư nhiều mũi hơn thì có thể chụm mũi cho mình tương tự nha mình sẽ móc cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào cái chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài nó có một cái đoạn hở như thế này thì mình sẽ bích lại cắt một đoạn len vừa đủ dài Sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu Mình sẽ có những cái chân móc mà mình đang chụm ở đây Thì các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình từ ngoài vào trong 6 cái chân móc mà mình chụm với các cái mũi dư ha Chân thứ nhất nè những bạn nào mà không thích cái họa tiết mặt phải này mình cũng có thể lật mặt trái sau đó mình sẽ khâu chụm lại ha mình sử dụng họa tiết của mặt trái làm mặt phải cũng được và sau khi đã đâm cho mình được vào sáu cái chân móc đó và những cái chân móc chưa ra nè thì tiếp tục các bạn sẽ guốc lại cho cái lỗ của mình nó nhỏ lại mình sẽ tạo một guốc ở đây để mình cố định lại được cái đường mình vừa khâu ha sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc mình sẽ hoàn tất được cái phần thân nón như thế này để phần thân nón không bị trống thì mình sẽ tiếp tục tạo cái đường viền ở phía ngoài này. Thì có hai cách để tạo cái phần viền ha. Cách thứ nhất là mình sẽ móc trực tiếp vào hoặc là cách thứ hai các bạn sẽ móc rời sau đó mình nối lại. Thì mình sẽ hướng dẫn cách thứ nhất trước nè. Đưa cho mình sợi len ra phía sau, mình sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ của cái hàng cuối cùng. Là cái hàng xích đầu tiên mà mình gây nên ha. Kéo sợi len qua, móc lên một bụi móc xích, sau đó các bạn sẽ viền cho mình một hàng mũi đơn vào các cái chân móc xích đó mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ha sau khi đã hoàn tất cho mình được cái hàng mũi đơn viền rồi kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên hai mũi móc xích để cho cái mặt phải của cái phần viền đó nó lộ ra bên ngoài ha thì lúc này các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại và mình sẽ bắt đầu móc ở cái hàng móc đầu tiên này cho cái phần viền của mình ha khi quay ngược đầu móc lại thì để ý ở các cái chân móc mũi đơn mà mình có nè nó sẽ có hai đường móc một đường móc nằm ở bên trong và một đường móc nằm ở bên ngoài thì tất cả các cái mũi móc của hàng đầu tiên này mình đều đâm kim vào cái đường móc nằm ở bên ngoài như thế này ha chân đầu tiên cũng đâm kim vào đường bên ngoài nè móc mũi kép đơn mình có 85 mũi móc đơn cho phần viền này thì các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là một mũi kép đơn mình có 85 mũi kép đơn vào 85 chân. Móc cho đến cuối hàng thì lúc này mặt phải của hàng móc nó sẽ nằm ra phía ngoài rồi nè. Các bạn tiếp tục móc cho mình xen kẽ thêm nhiều mũi móc giống như cái phần thân nón cho đến khi mình đạt được cái độ rộng cho phần viền. Thì đây là cách thứ nhất ha. Còn cách thứ hai là các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên bằng với cái xích mà mình móc ở phần thân nón, sau đó tiếp tục sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như phần thân nón để tạo được cái độ dày cho phần viền rồi nè thì ở cái hàng cuối cùng của phần viền này các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn để mình khóa mũi cho phần viền của mình thì cái hàng mũi đơn để viền này mình có tạo một cái đường móc như thế này giúp cho cái phần viền của mình nó có điểm nhấn hơn ha thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè mình cũng sử dụng mũi đơn móc vào các cái chân móc nhưng mà mũi đơn của mình nó sẽ có cái điểm nhấn như sau ta đâm kim vào chân móc kéo len qua chân móc lúc này mình giữ nguyên vị trí này các bạn sử dụng tay, mình kéo cái sợi len mình đang cầm xuống dưới kim. Vòng một vòng quanh kim ha. Thì mình sẽ có một cái đường nằm ngang ở phía dưới của cái kim móc nè. Kéo qua hai đường trên kim ta tạo ra một cái mũi như thế này. Tiếp tục làm tương tự cho các chân kế tiếp ha. Đâm kim kéo len sau đó vòng. Vòng cái sợi len xuống dưới kim và vòng qua hết kim. Tạo cái đường nằm ngang như thế này sau đó kéo qua hai đường trên kim. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết. Ta sẽ có được cái hàng viền tạo điểm nhấn như thế này. Đâm kim, kéo lên, vòng sợi len xuống dưới kim. Vòng một vòng quanh kim, kéo qua hai đường. Tiếp tục ha. Vòng kim nè. Kéo qua hai đường trên kim, hoàn tất được cái hàng viền cho cái phần uh, viền của nón rồi nè thì kết thúc đâm kim vào cái chân đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len sau đó các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau các cái mũi móc ta sẽ được cái phần viền cho nó như thế này khi đã hoàn tất cho mình rồi thì bây giờ mình sẽ đưa cái phần viền này nẹp chung với phần thân nón đưa cho mình cái phần viền này ra phía ngoài ha Mình sẽ luồn vào như thế này. Các bạn sẽ luồn cho mình ở cái chân móc đầu tiên của phần thân nón với chân móc đầu tiên của phần viền luôn. Nẹp lại. Mình sẽ có được cái form nón như thế này. Mình sẽ sử dụng mũi đơn để mình nẹp ha. Cũng đưa cho mình sợi len ra phía sau. Mình có thể tạo một nút để mình cố định lại được cái đường móc trước nè. Sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích đầu tiên, tức là cái chân móc mà mình nối ở cái phần uh, viền. Đồng thời mình cũng đâm kim ra phía sau vào cái chân móc đầu tiên của cái phần thân nón. Mình sẽ đâm kim vào hai chân móc song song như thế này. Sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua hai cái chân móc này. Móc lên một mũi móc xích. Lúc này mình sẽ đâm kim lần lượt vào các cái chân móc song song với nhau, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Và để tạo điểm nhấn cho cái phần nẹp này các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như là cái phần viền bên trên ha. Đâm kim vào hai chân móc song song với nhau nè. Sau đó kéo lên. Vòng cái sợi len một vòng quanh kim. Đưa xuống phía dưới đầu kim nè. Kéo qua phía sau đầu kim. Kéo qua hai đường trên kim. Ta được một cái mũi đơn viên các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến hết ha. cứ đâm kim vào hai chân song song, kéo lên, sau đó vòng một vòng quanh kim, đưa xuống dưới đầu kim nè, vòng một vòng quanh kim, kéo qua hai đường trên kim. Sau khi đã nẹp hoàn tất cho mình được phần viền với phần thân nón lại, mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu nón trùm tai xinh xắn như thế này ha. Mẫu này thì các bạn có thể áp dụng tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!